Thu lưới, thu cần, thu cần. Thu cần nhưng mắc cuồn quẹo. Rồi, được rồi. Thu lưới, thu cần, thu cần. Rồi, được rồi. Thu lưới, thu cần, thu cần. Rồi, được rồi. Thu lưới, thu cần, thu cần. Rồi, được rồi. Yo, yo, yo. Ôi, to ghê ta. Con này có 80. 20 kg, 20 hơn 20. Không được 20 hơn. 20. Thì con này tròn trung trục. Khơi nhớ. Béo thế, đưa lên trên của máy mất đấy. À, đấy. Đấy, làm sao. Ui. 20 phải có đâu. Nếu thấy hay, đừng bao giờ tiếc like và đăng ký, chia sẻ video nhé anh em. Hey chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đi câu với mấy anh trong điện lực nha các bạn. Mấy anh trong điện lực thì câu cá rất là hay các bạn ạ. Phải đam mê lắm các bạn. Các anh ngồi từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối. Nói chung là giờ nào rảnh thì các anh cứ ngồi nha các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn coi là một cần thủ trong đội sẽ câu được một con cá rất là lớn nha các bạn. Con cá này nó còn khủng hơn con cá hồi hôm bữa nữa. Con cá này là 20 kg nha các bạn. Mình xin nhắc lại là 20 kg, rất là khủng nha các bạn. Cái vậy của nó thì chắc là nó bự lắm các bạn ạ. Nó hơn cái móng chân luôn các bạn. Thì mấy cần thủ này thì ngồi miệt mài từ sáng giờ rồi. Bây giờ thì gần xế chiều rồi. Thì cũng phải có thành quả thấy các bạn. Nhưng mà thành quả này thì nó quá lớn. Nói chung là nó quá sức tưởng tượng của những người đi câu. Người ta đi câu thì người ta mong là dính cá thì người ta mới vui được các bạn ạ. Các cần thủ này cứ miệt mài sáng chế ra các loại mồi để mà chinh phục những con cá lớn các bạn. Thì hôm nay trời không phụ lòng người các bạn. Thì một cần thủ trong đội điện lực đã câu được một con cá rất là lớn nha các bạn. Đó, thì sau đây thì các bạn xem clip sẽ thấy được một con cá rất là khủng khiếp. Đó là con cá mè nha các bạn. Nó lên tới 20 kg lần các bạn. Đợt trước thì cũng trong đội thì câu có một con cá 17 kg thôi, 17 kg ở video thôi trước các bạn. Nhưng mà hôm nay là câu được con cá là 20 kg. Cái hồ nước này thì các bạn thấy không, rất là trong xanh nha các bạn. Đó, không ô nhiễm, nước rất là trong xanh. Tắm thì thoải mái nhưng mà không biết bơi thì không nên tắm. Đó, vì nó rất là sâu các bạn. Phát ra tưởng nó xuống rồi. Ôi. Đưa cho ai quay đi, cầm vợt đi anh. Đó, đó, anh. Cầm vợt thì không quay luôn, điện thoại rất rẻ nó. Quay cá kìa. Quay đi, quay đi, quay đi. Quay đi. Quay. Quay, 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 đây 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 đây. Mà wow. Nó có phao luôn, vườn đá kinh thật.
Để con này gọi cho Nguyên lên đấy nhá. Vâng. Tại nó dặn suốt từ chiều rồi hả? Vâng. Rồi gọi thì lấy luôn rồi. Rồi lưỡi, lưỡi. Đồ con này 20 ký. Gỡ cái đứa này. 20 ký thật đấy. Cái móc qua lưỡi hả? Hơn 20 ký. Anh cũng mẹ, đang tí nữa móc vào tay. Cái này chỗ này. Cái móc sau. Con này là khoảng 17-18. Cái cá thôi không? 17-18 rồi. Cá không? 17-18 tôi lấy luôn nhá. Rồi mấy con cá nhau mấy lon nước uống được rồi. Nào. Bê đi. Dê. Con này cứ tầm 20. Con này 17. 17 rồi. 17 không hết được con này đâu. Cân lên nào, mày mang lên cân nào. Cân. Ui. Ôi trời, đóng cửa rồi mà. Thôi, đóng cửa rồi. Mang về bán. Không có cân gì, cân luôn ở đây để mà biết đường bán chứ còn nói chung.